Thạch Anh tóc đỏ là một trong những loại đá bán quý thuộc họ Thạch Anh. Được kết tinh từ tinh hoa nhật nguyệt và sự nuôi dưỡng từ đất mẹ, mà Thạch Anh tóc đỏ được tuyển chọn để chế tác thành các loại trang sức đá lấp lánh và bắt mắt. Nếu bạn yêu thích món trang sức này nhưng chưa có kinh nghiệm lựa chọn, thì nhà sang sẽ chia sẻ cách chọn Thạch Anh tóc đỏ đẹp chuẩn mà bạn có thể tham khảo. Đôi nét về Thạch Anh tóc đỏ đá thạch anh tóc đỏ được biết đến là đá bán quý được hình thành từ hàng triệu năm về trước do sự tác động và biến đổi của địa chất mà thạch anh tóc đỏ có đặc điểm rất dễ nhận biết đó chính là chứa các hợp chất sợi kim trông như sợi tóc và cái tên cũng được đặt theo đặc điểm của viên đá này thạch anh tóc sở hữu rất nhiều màu sắc từ màu trắng xanh đen đỏ vàng trong số đó thì thạch anh tóc đỏ là màu sắc bắt mắt và được rỡ rất được yêu thích không chỉ là viên đá mang năng lượng cao, màu đỏ trong phong thủy còn được cho là đem lại may mắn và tài lộc cho chủ nhân. Năng lượng được tập trung vào những sợi tóc nên thường được chế tác thành những vòng tay đa dạng kích thước phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Ánh đỏ từ những sợi tóc sẽ trở nên ống ánh rực rỡ dưới ánh nắng hoặc bất kỳ nguồn sáng mạnh nào. Vì vậy mà thạch anh tóc đỏ không chỉ được tính đồ phong thủy sang đón mà còn mang lại giá trị phong thủy cao đá thạch anh tóc đỏ có ý nghĩa gì trong phong thủy? Được chung vùi sâu trong lòng đất hàng triệu năm, nay viên đá huyền bí của tự nhiên đã được đánh thức. Đó không chỉ là món trang sức tầm thường mà ở sau trong nó là nguồn năng lượng được tích tụ qua ngần ấy năm dưới lòng đất. Vì vậy mà thạch anh tóc đỏ được cho là mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy. Ý nghĩa đối với sức khỏe Sở hữu trường năng lượng dương mạnh mẽ, Sử dụng vòng thạch anh tóc đỏ sau một thời gian sẽ hướng tâm trí và tinh thần đi đến những điều tích cực. Năng lượng của đá sẽ kết nối tâm thức, giúp người đeo trở nên phấn chấn, thoải mái và hướng đến những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Theo phong thủy, năng lượng từ viên đá quý này còn tốt cho sức khỏe, nhất là đối với phái nữ vì nó hỗ trợ làm giảm bệnh liên quan đến phụ khoa. Ngoài ra, còn kích thích và lưu thông khí huyết ý nghĩa đối với tâm linh phong thủy. Trừ năng lượng mạnh mẽ từ đá sẽ giúp chủ nhân thu hút được nguồn năng lượng tích cực. Có khả năng xua đuổi tà khí, tránh khỏi sự đeo bám từ âm khí tiêu cực. Vì vậy mà vòng tay thạch anh tóc đỏ không chỉ là món trang sức nội bật mà còn là lá bùa bảo vệ rất được tin dùng. Cũng theo phong thủy, màu đỏ chính là biểu tượng của sức mạnh, danh vọng và quyền lực. Hơn nữa, đây còn là màu thể hiện sự may mắn, tình yêu nồng cháy và sự giàu có. do đó vòng tay thạch anh tóc đỏ rất có duyên với những nhà kinh doanh, người làm nghề tài chính, vì năng lượng từ đá sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc kinh doanh của chủ nhân. cách chọn thạch anh tóc đỏ đẹp nếu bạn hữu duyên với vòng tay thạch anh tóc đỏ nhưng không biết cách chọn thạch anh tóc đỏ đẹp thì nhà sang chia sẻ bí quyết giúp bạn lựa chọn được trang sức ưng ý nghĩa cho mình. Chọn thạch anh tóc đỏ đẹp rất đơn giản. Bạn chỉ cần dựa vào độ sáng bóng và rực rỡ của viên đá. Vòng tự nhiên càng đeo càng sáng, không bị xỉn màu và trong lấp lánh khi có ánh sáng chiếu rọi vào. Tùy theo sở thích mà người mua có thể lựa chọn vòng tay có mật độ tóc nhiều hay ít. Tuy nhiên, vòng tay càng có nhiều tóc thì giá trị sẽ càng cao nhiều gia chủ còn lựa chọn vòng tay theo bản mệnh của mình. Nếu người mua thuộc mệnh hỏa hoặc thổ, thì hãy nên sở hữu ngay cho mình chiếc vòng phong thủy này nhé. Bởi đây sẽ là vật hộ mệnh giúp gia chủ đón nhận được sự may mắn và hành thông trong công việc. Người mua cần quan tâm đến chất lượng đá để tránh mua nhầm đá giả nhân tạo hoặc làm từ bột đá. Đến với nhà sàn Tây Nguyên, bà sẽ không phải lo lắng về điều này. Bởi nơi đây là kho đá phong thủy tự nhiên đã và đang cung cấp rất nhiều loại đá tự nhiên cho các thầy phong thủy lẫn gia chủ am hiểu về đá. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu bạn thích sản phẩm này, hãy xem thêm đường link phần mô tả bên dưới hoặc gọi ngay số điện thoại 0903 097 626 để được hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.